Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên khi an trụ Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh, thì đối với những pháp nào là ích là tồn là tăng là giảm là sanh là diệt là nhiễm là tịnh, bạch Thế tôn, Đại Bồ Tát vì bồ đề nên khi an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ. thì đối với những pháp nào là ích là tồn là tăng là giảm là sanh là diệt là nhiễm là tịnh, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đối với những pháp nào là ích là tổn, là tăng là giảm, là sanh là diệt, là nhiễm là tịnh, bạch thế tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi an trụ thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là xanh là diệt là nhiễm là tịnh bạch thế tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là xanh là diệt là nhiễm là tịnh bạch thấy tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi hành tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là sanh là diệt là nhiễm là tịnh Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Đà Na Ni, thì đối với những pháp nào là ích, là tổn, là tăng, là giảm, là sanh, là diệt, là nhiễm, là tịnh. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi hành pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì đối với những pháp nào là ích, là tổn, là tăng, là giảm, là sanh, là diệt, là nhiễm, là tịnh. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên khi hành năm loại mắt sáu phép thần thông thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là sanh là diệt là nhiễm là tịnh Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên khi hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, thì đối với những pháp nào là ích là tổn, là tăng là giảm, là sanh là diệt, là nhiễm là tịnh, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên khi hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là sanh là diệt là nhiễm là tịnh